Rồi. Bãi quả. À? Đây là bãi quả gồm có 6 cây và đã thấy cả voi luôn rồi. Nền đất có vẻ như khá khẩm hơn nhưng vẫn thấy dốc. Như vậy là các bạn có thể thấy vừa ra khỏi nhà thì nông dân của chiến X thà chết không bao giờ chịu hy sinh, một máu vẫn về lao động sản xuất. Vâng, tinh thần rất quật khởi. Vâng, bê để bo vách tường. Vâng, có vẻ như chiến X sợ nông dân nhảy ra khỏi bản đồ, vì vậy mà anh đang bo rất kỹ nhà mình với sát mép bản đồ. Rất lo sợ là nông dân đang làm ăn sẽ nhảy ra khỏi bản đồ. Đây là một bãi hiêu, chiến X lùa về cánh rừng. Chuẩn bài luôn. Khá giống hình ảnh chim sẻ, nghiện đấu gần đây của chim sẻ. Thôi thì dò, rất mất tay. Câu voi thôi. Đổi đều. Vâng, thêm một voi nữa ở xa xa cạnh cánh rừng dừa, cạnh cả thông luôn. Vâng, bài vẫn thấy trống. Không hiểu sao có vẻ như bụng chuyển nick cũng trống như thế này rồi. Trận trước là máy computer cố tình để cho chúng ta biết rằng là chuyển nick đang rất đói. Vâng, đói cả trong game vẫn ngoài đời. Thêm một cánh rừng thông nữa cho anh. Gỗ đầu hơi tù. Vâng, bãi quả có mong rằng cạnh luôn cái khoảng trống đen chuyển nick chuẩn bị đi vào. Vâng, đây một bãi quả thì tươi. Vâng, chờ đợi là hạnh phúc. Có không? Vẫn còn một khoảng đen. Vâng, như có sư tử đứng canh đấy. Cạnh đó biết đâu lại là một bãi quả. Vâng, thôi chỉ nick về lùa hiêu cho nó lành. Mất tay một chút nhưng mà thôi thì cái nọ nó bù cho cái kia. Gỗ đầu xa đóng ép chậm thì ăn được bãi hiêu đây, tiết kiệm được 120 gỗ. Vâng, cũng rất nhanh chóng, con voi xa xa sẽ ăn ở chữ S đó luôn. Vâng, chỉ nick đang lao lên, đóng ép. Xa thịt bấy nhiêu. Vâng, bấy nhiêu 6. Không đủ gỗ đóng nghe. Vâng, chỉ nick không đi dò thêm. Không đi dò thêm lấy gì mà ăn. Vâng, anh cắm cờ nông dân rất cao và rất xa. Cũng chưa đủ gỗ để đóng chiếc BE khi mà nông dân đã là 23 rồi. Vâng, 22. Cắt dân. Ăn sư tử. Vâng, chuẩn bị đi đập lô. Vâng, đi anh đi ăn lô khá sớm. Nông dân được cắm cờ đang đi dò nhưng có lẽ là vẫn chưa tìm ra gì. Vâng, đóng ép ăn một con voi, ăn gỗ luôn, đằng nào thì cũng vậy. Mất cái nọ thì được cái kia thôi. 25 dân đang chưa ngừng xin dân. 26 dân, đóng thêm chữ S3. Vâng, 27 dân xin dân một cách điên cuồng. 8 phút 31 với 27 dân AC. Và một voi về và một hiêu ăn ở cạnh với chiếc BS đầu. Vâng, chèn một cái gỗ. Đóng một chiếc đẹp. Vâng, thêm một voi. Tươi. Nhưng vẫn chưa đủ. Một hiêu, hai voi và một quả đầu. Chưa thể đủ nổi. Vẫn cần thêm một cái đồ ăn gì đó. Mà nông dân đi dò của anh thì vẫn chưa thấy gì cả. Quá tù. Chết dân. Chuẩn luôn. Con voi này quá hung. Vâng, đáng tiếc của chiến pro rồi. Đã bị chết dân và bây giờ vẫn chưa đủ đồ. BB sẽ thiết kế ở đây. Nên đồ ăn chưa đủ. Tách dân. Vâng, gặp bầy hiêu. Tươi. Vâng, bây giờ thiết kế BB. Qua dị. Vâng, như vậy là anh ép với
Một hươu sáu, một quả sáu và hai con voi chăng? Vâng, ba con voi, chính xác là ba voi. Vâng, như vậy là có thêm một con voi, tôi đã không để ý rồi. Hai người kích đời lên đời hai giống hệt nhau. Chim chín ích thì lên đời ba có cái chậm hơn chim sẻ rồi. Vẫn chưa đủ thực. Hoang hóa bầy hươu. Về nhà đóng ruộng. Vẫn chưa kích được. Vâng, kích 11 phút 55. Vâng, anh đánh AC quá dị. Là không ổn rồi. Chín X Pro 5A lên đời muộn, chim sẻ ốp chết luôn. Vâng, ốp phát chết luôn. Rất dị, rất nhanh và hung hãn. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Vâng, kèo này đã kết thúc nhanh hơn kèo giam đầm rồi. Chín X đã quá lâu rồi anh không solo. Và nếu như anh có solo thường xuyên thì cũng là cân kèo và chim sẻ thôi. Vâng, chiều này thì Tuti đã tái xuất và đã bán hành cho Dino. Dino hôm nay hơi yếu so với quy định. Ngoài kèo AC ngấm máu của anh thì hai kèo còn lại anh hơi yếu đuối. Và có lẽ là chúng ta liệu có cần phải thiết kế một kèo đấu giữa Tuti và chim sẻ hay không. Chim sẻ Hoàng Mai Nhi thì Hoàng Mai Nhi thua quá đậm cho một ngày. Vâng, quê không thắp hương. Còn Tuti và chim sẻ thì sao? Kèo đấu được chờ đợi suốt năm 2011. Vâng, nửa cuối năm 2011 tất cả cộng đồng đều chờ đợi chim sẻ thi đấu với Tuti, nhưng rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đã không đến. Vâng, thế là quýt kèo khó. Tham Lai chim sẻ đang là 6x, còn chim pro là 3x. Vâng, Tham Lai đè gấp đôi 60 và 65 và 35 rồi. Quýt thôi, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba tìm kiếm cơ hội mới. Vâng, tỷ số là 2-0, không sao cả. Hơi nghiệt thôi, cũng không đến nỗi. Vâng, chim sẻ xây A hình chữ thập. Ở thời điểm hiện tại thì chim sẻ đang cảm thấy vô đối. Vâng, đánh đầu thắng đó. Chim sẻ còn rất nhiều món nợ. Vâng, món nợ với cậu buồn.
chưa trả được, món nợ với Tiểu Thủy Ngư chưa trả được.